Đố mọi người biết anh em mình sẽ làm món gì đấy? Hấp dẫn nhỉ anh nhỉ? À, siêu hấp dẫn luôn. Ba ba. Tiếp đi. Úp chậu. Đất ăn được. Đất ăn được. Dị ứng. Mày thì dị ứng cái gì? À, mày dị ứng cái gì? Dị ứng mà. Úp chậu nhưng mà anh em mình sẽ, đây là đang tạo cái gì nhỉ? Mặt sàn. Mặt sàn cho nó chứ không thể để xuống đất được. Vì nếu mà không tạo cái này nó sẽ không có cái hơi nóng nó bốc lên ở dưới. Cắm một cọc ở đây nữa anh. Đây, từ từ. Bây giờ phải ướm đã. Thơm nhỉ. Nước chả tới vào thơm kinh điển luôn mọi người. Đây nướng cả con luôn. Sướng. Đây là được rồi này. Giờ chỉ cần cái đầu nó đã thôi. Đợi cái đầu. Thêm một quên. Sao cháy? Bát một phát cho nó nhọn. Ôi! Có mà phá hoài thì có. Chắc hẳn ạ. Không được đâu. Từ từ, cứ phải bình tĩnh nhỉ. Đây. Được, không. À, kẹp cổ nó vào, rốt thế. Đây. Đấy. Đưa lên đây. Đấy. Cố gắng không cho nó chạm đất. Ok. Không để cho nó chạm cái trên này không nó cháy nữa mọi người nhé. Đấy. Nói chung là mình thấy món này sẽ khả năng là hấp dẫn đấy, ngon đấy. Thơm nhỉ. Ủa tan thịt ngạc không? Mà. Mà không biết nó ở cái mương đấy từ lâu chưa nhỉ anh nhỉ? Hay là nó để lâu rồi? Còn hai con nữa đây, tí về hỏi nó xem, mình bước đầu rồi. Nhà nuôi nhỉ? Anh em mình quyết định là chỉ thịt một con thôi, còn hai con để sẽ nuôi lại. Em con nhỏ đấy. Cho mau đệ nuôi lại. Nó mới tất nuôi lại. Tất tất nhá. Ừ. Nuôi lại để hôm nào thì thịt. Không. Ừ. Nuôi để thịt thì thế thì thịt con to rồi. Con bé nuôi lại. Nuôi để thịt làm gì nào? Con lửa. Mai cái thuần thuần nuôi cùng. Đâm lửa đi. Ok. Ok. Giờ chỉ đi lượn. Bây giờ chỉ đi lượn đồng và lượn cái này thôi. Tìm chim này. À, mình, chim anh à, mình nghĩ sẽ chỉ tầm 20 phút thôi là nó sẽ chín thôi. Ba ba này chắc sẽ chín. Đi. Một lúc nữa là chín mà. Ui ôi chín rồi đấy anh ơi. Hai đợt củi đấy. Mà mày không ăn mà úi rồi làm gì? Thơm. Bây giờ mấy anh em mình sẽ khui thử nhá. Mình cũng không biết là chín chưa, nhưng mà mình đã để thêm khoảng độ tầm 10 phút nữa rồi. Nếu mà cứ khui ra thì chín lại cho vào. Kêu cẩn thận lại bụi vào anh ơi. Đấy, tao mới cần lấy hai dao. Ây xà. Ăn kẹt kẹt rồi, ăn cứt rồi.
Ui, vỡ khe luôn. Mùa này hợp lý, hợp lý, đẹp hết, đẹp hết. Ui, nhìn đẹp nha. Nhìn như kiểu là con này tầm khô. Lấy con dao, dao cái khác đây. Dao nhỏ nhá. Ừ, dao nhọn đấy. Dao khiêng nó lên. À. Đây. Nghe có vẻ là ok đấy mọi người ạ. Dính đi, dính không? Được. Chào, nó chạy hết cái mai này anh ơi. Ôi, mai như cả chạy, mùi như cả chạy ấy nhỉ. Sạch mai. Đây nha mọi người. Vẫn nguyên con nhá. Không biết là hơi quá lửa một tí, nhưng mà cái mai này thì khả năng là vụn rồi. Cái đây, mai chê đâu cái thịt. Ngon đấy nhỉ. Đây, anh nhìn này. Mình sẽ cho mọi người xem xem tổng thể con ba của anh em mình nhé. Mấy là có cái mai chê đâu cái thịt đấy. Cái mai cháy. Ơi, toàn cái gì ra đấy? Xương. Mai lại còn xương. Mai chả có xương à? Xương mai à? Ừ. Thành cổ vật luôn mọi người. À. Ui. Vụn luôn. Ui, cháy vụn luôn nhá. Anh lấy hai cái này ăn cho trong quả đỡ gì nữa. À ừ. Cái này sẽ để mẹo chữa dị ứng, nó sẽ kiểu như là ai mà bị dị ứng cái gì ấy là đốt con đấy lên cháy thành than, xong rồi hòa với nước hoặc là làm gì làm nuốt. Ủa? Đấy, uống là sẽ hết dị ứng, nhưng mà cái đấy nó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Chứ thật ra mình thử rồi. Hôm mình ăn kiến ngạt à, ăn gì nhỉ? Ăn ve sầu. Ve sầu. Ui, cũng dính hết. Đây. Đây là mặt dưới của nó nhá. Ui. Ui ui ui, rụng hết. Rồi hết đùi. Nó ra cả. Ui, làm cái đùi đã. Ui. Quả đùi này. Ui, quả đùi nó đây. Mọi người thấy ngon chưa? Ui, mời tất cả mọi người nhá. Ra ra gì? Thịt nó mà lệ là kiểu mà là dị ứng. Dị ứng ngồi đấy mà là đúng nhá. Lần trước ăn mà ba nấu chuối đậu ấy, vì dị ứng không dám ăn nữa. Nhưng mà nhìn thèm thôi rồi đấy. Thịt nó này. Dị ứng cái thằng này nó ăn gọi là đủ thứ rồi mà nó lại dị ứng cái con này. Cả con lửa nữa. Ăn trái ra gì mọi người? Ngon thế nhỉ? Chả ngon. Chả ngon. Chả ngon. Ui, đâu nè, phần thịt này. Đoạn thịt à, thịt người nữa. Chả ngon. Ăn đi, nhem nhem nữa. Ăn nó phải thưởng thức chứ nhỉ? Nhanh lên để đi bắt chuột. Chỗ này cháy quá, bỏ chó. Nhanh lên để đi bắt chuột. Wow, thịt nó chắc thật đấy mọi người ạ. Phải nói là ngon gì mà ngon, chả ngon. Lô, đây, sang đây anh cho cái xương này. Này. À. Quả thi ai của nó đi này. Xương ấy. Ui, nhìn này, nhìn cái sụn nó này. Chả ngon. Điều ngon lắm nhỉ. Chả ngon. Điều ngon. À, ngon ăn đi. Không. Đây, toàn miếng thịt. Đấy. Không ăn được. Đấy, ngửi cái. Nghĩ thịt, đấy. Ngửi là ăn đấy. Chả có mùi thơm gì. Về trái gái ô. Ui ngứa thế. Ngứa thế. Trời, tí nước khéo anh lại bị ngứa đây. Hôm trước không ngứa. Mình sao? Nói chung là mình bị dị ứng con ve sầu này. Ngày trước ăn con gì nhỉ? Con dế ở ngoài đồng cũng bị nhá, nhưng mà toàn 3-4 tiếng sau mới bị thôi. Dế này, kiến ngạt này, cái con kiến ngạt đấy,
Thì với những cái con mà nó cứ chui chui trong lòng thế đất là... Ong anh ăn được không? Ong bây giờ tao ăn được rồi, ngày trước mình cũng dị ứng cả ong, rượu ong cũng bị. Nhưng chả dị ứng con gì, chỉ dị ứng con ba ba với cả con lửa. Lần đầu tiên mình ăn ba ba ấy là từ 2009 cơ, chục năm trước rồi. Nói chung là khi mà ăn ba ba bị dị ứng một lần ấy, lần sau sẽ không bị nữa, mọi người cứ yên tâm. Mình thật, ngày xưa nhá, ngày xưa mình dị ứng ba ba ở ở nhà ấy, mày biết không? Có đúng một con ba ba bé bằng nửa con này thôi, à, bằng cái con nhỏ nhỏ ấy. Đấy, đi câu được về nấu một nồi chuối đậu. Trời, cá một nồi chuối đậu ngon thơm. Anh với hai thằng bạn ấy ăn, phải nói là thịt ba ba ấy bới trong nồi chuối ấy, chắc khoảng tầm 5 phút mới bới được một miếng ấy. Mà tao ăn khoảng, tao khoảng ăn khoảng mấy miếng thôi, ăn lần đầu tiên ăn mà ăn có mấy miếng thôi. Ui, đi chơi đến 1 giờ sáng về ngủ. Nổi nhá. Từ mê cơm cháy nổi như mê cơm cháy từ từ đầu ngón tay lên đến đầu này, xuống lên chân. Lúc đến 1 giờ sáng biết mua thuốc ở đâu. Thế không chữa được. Ba ba nấu chuối đậu ấy, nấu chỉ rất nhiều chuối mới đậu mới cả đấy. Thế mà em đã có một bát cháo. Trời. Thế là mình mới phải kinh điển. Ra nhà tắm rồi đấy, ra nhà tắm nằm đến sáng. Đầu lên đỏ. Mẩy ngứa ăn thuốc gì, đấy là chỉ gọi là mới đầy người ấy. Mới gọi là nóng trong thôi. Còn dương mà đã dị ứng, ui, nói thật là kinh điển. Nhưng mà lần sau mình ăn lại không bị nữa. Thế là bây giờ mình ăn được ba ba ấy. Còn chẳng ngon. Ve sầu thì không ăn được. Ve sầu cái con mà nó vừa từ dưới đất chui lên ấy thì mình không ăn được. Con đấy béo lắm, ăn xuống. Con đấy mau đệ lại ăn được. Ăn xuống lắm. Dế mèn không biết là mình ăn được chưa. Nhưng mà dế mèn chắc anh ăn được rồi đấy. Dân gian kể lại là nhưng mà ngon nhỉ, chị ứng cũng ngon nhỉ. Mày giá. Nhỉ. Món dế mèn ông nướng ấy nhỉ. Ngon. Mà cái cá sướng ăn phê. Hôm nào làm lại chứ không. Dế mua đấy. Đến mua ơi, chỉ kinh nhiều thế lắm. Không tạ ăn gì. Ăn con bà ba này nó ăn còn ăn tạ. Không ngon lắm nhưng mà cố, ăn cố. Không phải kiểu ăn cố. Thế là từ ngày bị dị ứng xong là mình ăn ba ba tẹt, không dị ứng nữa. Đấy, cái khí đấy, cái này cháy mất một khí này. Cái miếng này khí quá mọi người ạ. Nó nhìn thử xem. Đây cái lớp da nó lại vàng 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 đang muốn cháy này. Ăn để chắc nó được. Nó kiểu nhảy. Anh phải hưởng thụ kiểu nhắm mắt ấy. Nó ra gì? Anh cái này vào đây chị ứng. Không. Cắn đấy. Đắng. Anh thử cắn miếng thôi. Không. Đắng. Kinh nhỉ, cái vỏ ra mà cháy phát rồi. Vội luôn đấy. Ai. Đùi thì đùi nó vẫn là ngon nhất. Chẳng ngon. Chẳng ngon. Ăn da gì đâu mà. Cái da nó này. Ăn nó có giòn sật sật mà nó chỉ dai dai, béo béo ngậy ngậy không. Chẳng ngon. Có thơm ạ? Chả thơm. Kiều. Ngon lắm rồi. Đấy, ngửi thử cái. Chẳng. Hôm nay được ăn mình. Ui, mình cái da nó này. Da nó béo, thôi rồi. Hả? Nó béo mà nó kiểu nó không ngấy đâu, nó kiểu ăn nó như như da ba ba. Ba ba khỉ, ba ba. Biết thế hôm qua chả được gửi chuột với bắt ba ba. Quá được đâu. Tí nữa ai còn kia em về đập bỏ cái chó à. Bây giờ lấy cái chó được ba ba. Đây là quả. Này gọi là quả đùi trước hay đùi sau anh nhỉ? Đấy, mọi người thấy đùi trước. Phê chưa? Em biết chân nào luôn. Chân bên phải của nó, đùi trước. Biết chân nào luôn đấy. Cái này bẹp xuống này. Hả? Cái này bẹp xuống. Cái chân bên phải à? À ừ. Nó không ăn, nó ngồi, nó soi. Ra dụ nhé. Bóc cái lớp thịt này ra, lấy cái lớp thịt bên trong này. Ui, nặng nhỉ. Ăn nhỉ, chấm vào trời. Ra cả thịt.
điều. Nó ngọt thôi rồi mọi người ạ. Chín này trồng ui. Ngọt. Ngọt thế này. Thử tí không? Nhìn nó giống cả lóc đấy nhỉ. Thử tí không? À. Tí này. Ui. Ui. Mình phải ăn thật từ từ. Ăn cái lo này rửa chuột. Anh không đi em đi trước ạ. Đúng rồi anh. Đây, lấy cần câu và câu cá nhỉ? Tiệm à? Ừ. Đi. Câu cá lại được bà tiếp nhỉ? Câu cá. Xong lại béo chó. Ăn thì nhanh lên à? Khổ những cái thằng kiểu như thèm gọi là dãi nó xuống đến gọi là đây nó gọi là gì này, dãi nó xuống đến rốn rồi lại không dám ăn. Đàn ông là phải mạnh mẽ, hiểu không? Chết hết mạnh mẽ để mai em đi chơi với sầu em mới ăn không. Chết hết uầy ôi chắc không dám ăn đây với sầu non. Chết hết đàn ông là phải mạnh mẽ. Này, anh em được cái ra cái nào chẳng đợi nữa. Nó vút luôn á. Đấy, cho nó đầu thai. Đầu thai. Đầu thai ở ao này. Trong chưa để đi được chuột. Ăn nhưng mắc răng nhưng lại liếm liếm liếm. Xỉ ở trong này, lên lôi ra, lên liếm. Liếm gì, ai liếm? Xem liếm gì. Lâu lắm ấy, có cảm giác là ăn một mình nó không vui lắm. Vui khỉ vậy, người vui ta ăn người ta đi có đôi có cặp nó vui, mình đi mình thấy buồn lắm. Ăn mình thấy buồn rồi nhỉ, kiểu như là bây giờ đi ra đường mà thấy người ta đi có đôi có cặp nguyên ương ấy. Mình thì hôm nay ăn thì phải ăn một mình. Buồn thì anh mua lấy một con vàng đế ở đấy em ăn hộ thôi, khả năng lần sau rồi cứ chế biến ba đầy đủ các món. Ăn cho nó nó phê nói chung là món này hôm nay cực kỳ ngon mọi người ạ. Nó ngọt, thịt nó ngọt này, nói chung là phải tả thế nào này, ngon tuyệt vời. Đáng nghe ra quên mất chẳng ngon. Sen hái ít sen, lá sen cho vào nó thơm mùi lá sen ấy thì ngon. Ôi, năm nay lá sen mọc chậm nhỉ. Năm nay ở đây mọc chậm hay là lụi thế nào? Tầm này năm ngoái là anh em mình đấy là lá sen nó đã lan đến đây rồi này. Năm nay không thấy thơm mùi sen mùi xiếc gì nữa. Thôi, nói chung clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip bye bye, anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, subscribe, một bình luận. Comment với bình luận cho anh nhá. Thôi, xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye, đi bắt chuột đi.